Thưa quý vị, ngày thi đấu thứ hai của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp truyền hình BRT mùa 4 năm 2023 chứng kiến sự bứt phá của các đội bóng ở cả hai nhóm tuổi U11 và U13. Ở nhóm tuổi U11 thì Châu Đức và thành phố Vũng Tàu đang tiến sát tấm vé vào vòng bán kết. Còn ở nhóm tuổi U13, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa lại đang cho thấy sức mạnh vượt trội với những chiến thắng hết sức ấn tượng. Cùng với sự bứt phá của các đội bóng là ứng cử viên vô địch, thì các cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng đang dần lộ diện. Ở nhóm tuổi U11, Lê Trọng Phúc thuộc đội U11 Châu Đức dù thi đấu ở hàng hậu vệ nhưng có kỹ thuật, tốc độ và những pha dứt điểm rất uy lực. Lượt trận thứ hai bảng A diễn ra sáng nay, U11 Châu Đức đánh bại U11 Đất Đỏ 3-1. Trọng Phúc tiếp tục tỏa sáng ghi hai bàn thắng cùng một kiến tạo để có lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trọng Phúc hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nhóm tuổi U11 với 5 pha lập công. Qua hai vòng đấu ở lưới tuổi U11 thì nổi lên số 10 Trọng Phúc, thì có thể nói là Trọng Phúc là một cầu thủ khá toàn diện của giải đấu lần này. Thực ra thì Trọng Phúc chơi rất thấp trong hàng phòng thủ chứ không phải chơi cao, nhưng mỗi khi mà Trọng Phúc có bóng đẩy cao thì là luôn luôn làm bóng cho các đội hoặc là tự đột phá, và đặc biệt là khả năng sút cầu môn để có bàn thắng, Trọng Phúc là rất tốt. Mặc dù thất bại 0-2 trước đương kim vô địch U11 Phú Mỹ ở lượt trận thứ hai diễn ra sáng nay, nhưng U11 Bà Rịa 2 vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ lối chơi đầy nhiệt huyết. Đặc biệt tiền đạo Tí Hon Đoàn Dương Gia Bảo dù mới 19 tuổi đã thi đấu rất nổi bật, khiến các hậu vệ to cao hơn bên phía U11 Phú Mỹ phải vất vả kèm cặp. Trước đó trong lượt trận đầu tiên gặp U11 Đất Đỏ, Gia Bảo xuất sắc lập hat-trick bàn thắng giúp đội nhà giành chiến thắng 5-1. Ước mơ gần nhất ở cúp truyền hình BRT là em sẽ cố gắng lấy danh hiệu vua phá lưới và em sẽ cố gắng để được Hoàng Anh Gia Lai tuyển chọn. Lượt trận thứ hai bảng B diễn ra vào chiều cùng ngày, U11 Vũng Tàu dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 nhưng đã kịp thời vùng dậy trong hiệp 2 để đánh bại U11 Xuyên Mộc với tỷ số 5-2. Chơi nổi bật nhất bên phía những ngôi sao biển vẫn là cái tên quen thuộc Đặng Xuân Lộc. Tiền đạo số 10 lập một hat-trick bàn thắng giúp U11 Vũng Tàu ngược dòng, khiến mộng tạo bất ngờ của U11 Xuyên Mộc không thể thành hiện thực. Lần thứ hai được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cùng 5 bàn thắng ghi được cho đến lúc này. Xuân Lộc xứng đáng là đầu tàu của U11 những ngôi sao biển Vũng Tàu. Dạ, các đồng đội của em và em đã chiến đấu rất hết mình và nỗ lực để đạt được tới ngày hôm nay, và em sẽ cố gắng cùng các bạn và ban huấn luyện sẽ mang chức vô địch về cho thành phố. Trận đấu còn lại ở lượt trận thứ hai bảng B, Tiểu Rồng Xanh U11 Bà Rịa và Ngựa Ô Long Điền đã cống hiến cho khán giả trận đấu hết sức hấp dẫn, kịch tính. Trong đó U11 Long Điền với sự xuất sắc của thủ thành Đặng Gia Huy đã bảo vệ thành công chiến thắng Xí Trao 3-2. Chiến thắng quan trọng này cũng làm sống lại cơ hội giành vé vào bán kết nhóm tuổi U11 với những chú Ngựa Ô Long Điền. Thật sự mà nói, Đặng Gia Huy trong thời gian luyện tập rất là tiến bộ. Hôm nay, kể cả hôm qua cũng vậy. Thủ môn của Long Điền thật xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.